Thiệp xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái triển lãm Hưng Yên thì có hai cái tác phẩm này mà tôi rất là ấn tượng. Và cũng đã đến vườn ghi hình một vài lần, nhưng mà cũng phải đến mấy năm nay, hôm nay lại thấy xuất hiện ở đây. Đây là một cái đa và một cái đề, một cái cặp cây mà nó rất là đẹp. Nhân tiện ngày hôm nay thì có chủ của các tác phẩm ở đây thì chú sẽ chia sẻ. Xin chào chú Lộc. Xin chào Hoàng Đình Tiên. Hai cái tác phẩm này thì chú mang đi triển lãm Hưng Yên là lần đầu tiên đúng không ạ? Đây là đi triển lãm Hưng Yên lần đầu tiên. Vâng. Qua hết 3 năm dịch bệnh thì hôm nay thì cũng là ngày của tỉnh Hưng Yên tổ chức. Vâng. Thì cũng có thêm một tí tác phẩm đi vào để gọi là góp vui với cả tất cả anh em trong làng cây. Vâng. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ngắm đôi tác phẩm tuyệt vời này nhé. Tác phẩm này thì có cái tên là Phúc Lộc Thọ Trường. Và cái ý nghĩa của cái Phúc Lộc Thọ Trường thì chắc quý vị các bạn cũng đã tìm hiểu cơ bản rồi. Đều là những cái từ rất là thân thuộc với chúng ta và cái điều ước nguyện của con người trong cuộc sống. Tác phẩm Phúc Lộc Thọ Trường của chú Nguyễn Văn Lộc, số điện thoại câu lạc bộ sinh vật cảnh Đông Mỹ. Đây là một cái cây đa lông búp đỏ. Đây, mời cả nhà cùng ngắm tổng thể một chút nha. Nó có tuổi thực sự và nó bề thế, một trọng cây bề thế. Và bình thường ở nhà cũng có thả nước không? Không, đúng thế này, chúng có cầu kỳ đâu, nhà mấy mẫu vườn. Và mấy mẫu, nhà mấy mẫu vườn, số lượng đến 500-700 cây. Đó là một trong những người mà nói là chịu khó nhất làng cây để mà chăm sóc được đến số lượng cây nhiều như vậy, mà lại chăm chút được những tác phẩm quý như thế này thì thật sự là một cái công sức rất là lớn. Tại triển lãm này thì đúng là cây đa là quá hiếm luôn. Hình như đây duy nhất có một cây đa này thì phải. Cây đề thì có một vài cây nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà cây đa thì gần như là có một cây duy nhất thôi. Nên là quý vị các bạn, chúng ta chiêm ngưỡng cây đa thật sự là đặc sắc. Cây đa, cây đề là những cái biểu tượng cho cái gọi là sự trường tồn, cái tính trường tồn. Đây là cái mơ ước của con người. Đấy. Họ như đa, già như ruồi. Tác phẩm rất là đẹp, được chú Nguyễn Văn Lộc tạo tác rất là chỉn chu, rất là kỹ. Một lát nữa thì chúng ta cùng chia sẻ, nghe chia sẻ của chú Nguyễn Văn Lộc về đối với tác phẩm này. Một cặp đôi của cái cây đa, nó có cái bộ đế cực kỳ là già và tự nhiên, nó đẹp, cái nét tự nhiên, cổ kính. Bên này là một cái cây đề có cái tên là Khuất Kỷ Cầu Thân. À, cụ Lê Quang Khang đặt cho. Đặt cả hai cây này đi chứ, đặt thời Hương Sắc Đỗ Sinh Làng. À. Đấy. Và đầu tiên. À thế ạ. Cái cụ này là cụ Khang cụ đặt đấy chứ. Cụ Khang đặt tên ạ. Lúc bây giờ cụ bước vào tuổi 90, năm nay cũng 94, 95 rồi. Vâng. Đấy. Lúc bây giờ là Hương Sắc Đỗ Sinh Quang. À thế ạ. À, lúc đấy là quay ở nhà chú hay ở đâu? Quay nhà chú ở cái quay 28 Tết. À thế ạ. Và vâng. Làm cây đa, cây bóng, cây đa và cây đề thì nó rất là khó. Một cây đề trắng, bệ dễ
da chun chảy rất là quý. Bết bát này này quý vị, cái đề và cái đa này là hai cái biểu tượng rất tuyệt vời mà chúng ta sưu tầm để vào cái không gian nhà cổ hoặc một cái biệt thự để chúng ta có một cái tính chất gọi là tâm linh và văn hóa rất là tuyệt vời. Cái đa này, cái đề này là trước là chú chia sẻ là sở hữu lâu chưa chú nhỉ? À, cái đây là cụ Lê Quang Khang, cụ đã chia sẻ của Hương Sắc Đỗ Sinh. Vâng. Ở trên cái YouTube 2248 của Hương Sắc Đỗ Sinh cách đây 5 năm. Vâng. Nhưng mà đấy, cái tức là cháu đang hỏi là cái thời gian mà chú sở hữu và làm cái cây này lâu chưa? Cái cây này thì là cũng đã sở hữu và làm từ năm 2002 đến giờ, đến năm nay đã là 21 năm. Ôi dồi ôi, công phu thế à? 21 năm cây đề. 21 năm. Vâng. Cây này ngày xưa là của một gia đình thân tình ở Đắk Lắk người ta tặng. Đây là đem về từ năm 2002. Từ năm 2002 đấy, đến giờ. Còn cây đa thì là từ bắt đầu vào chơi cây từ bắt đầu từ cuối năm 99 đầu năm 2000. À. Đấy. Vâng. Cây đa này thì nó nguồn gốc từ đâu ạ? Cây đa đây ngày xưa thì nó tại sát thành nhà hồ của Thanh Hóa. À, sát thành nhà hồ Thanh Hóa. Sát thành nhà hồ, vâng. Thành nhà hồ 3 cây. Lúc bây giờ chú mới mua cây thì là mua cây này lúc bấy giờ với giá 52 triệu. 52 triệu từ đấy, năm 99. Mà làm từ thời nay mới được như thế vậy. Vâng. Đây có cái đề nhỏ này. Cái đề, đây là cái đề trắng ạ. Đây là cái đề trắng, cái đề nam. Vâng, đề nam ạ. Thì hôm qua có một ông mới tặng nhà đèn một cái đề rồi to. Cái đề to lắm. À, thế ạ. Đang có đèn rồi. Vâng. Thế thôi, còn ông nào ông thích lại mua cái này tặng đèn tiếp. Bố chú Hùng lúc bây giờ lăn lóc xuống để mua để tặng. À, thế ạ. Vâng, không tách được nó ra. À, không tách đôi được đúng không ạ? Bây giờ nó đang thành cặp. Là cây đa cây đề. Đúng là ai mà sở hữu một trong hai cây này thì cũng rất là khó, vì là chủ nhân thì không có ý tưởng là nếu mà nhượng thì nhượng cả đôi chứ lại không nhượng từng cây. Mà tôi nghĩ rằng là để mà chơi thì chơi luôn một cặp này cũng rất là tốt. Cặp đã bảo là cây đa cây đề, dĩ nhiên là có cây đa hoặc là cây đề riêng thì nó cũng hơi là tiếc. Có cơ hội thì quý vị sưu tầm luôn hai cây này, vì hai cây này nó lại tương đồng như nhau về chiều cao, bông tàn, kiểu dáng, cách làm, rồi cái độ tuổi nó cũng cổ như nhau. Đấy, nét tạo tác cùng một chủ thì nó cũng đều gửi gắm những cái giá trị tâm hồn, giá trị nhân văn rất là sâu sắc ở đây. Và những cái câu chuyện kể về cái tích của một cái tác phẩm nó đều có ý nghĩa rất là lớn. Đó. Cái đề thì chúng ta thấy là cái đường nét, những cái chi cành bông nó rất là thưa thoáng. Và thời điểm này nó tút lá, nhưng mà khi có lá lên thì cái cây đề này nó cũng tạo ra được cái bóng rất là đẹp. Okay. Rất là tuyệt vời. Có đầy đủ thông tin nha, số điện thoại của nhà vườn và chủ là chú Nguyễn Văn Lộc. Đó. Cây đa cây đề, một cặp đôi rất là ấn tượng và độc đáo. Có nghĩa là nó cũng rất là ít trong cái triển lãm, không có đa, không có đề mấy. Một điều rất là thú vị. Dạ vâng, hai cây đa cây đề nữa, còn lại chủ yếu là xanh với si chú ạ. Rồi. Thế là hai cây này cũng gần như là những cái cây hiếm ở đây rồi. Ok. Rồi. Hai cây này thì chắc là chú cũng có cái tư tưởng giao lưu chứ chú nhỉ? Nhưng mà thường một cặp. Một cặp cũng không, bán cây này tặng cây này. Không, cứ thế. À. Còn cây này thì bao nhiêu người mua, giả chú 700, 600, 500, giả từ năm 6 năm nay nhưng mà không tách ra được. À, cây đề này hả? Cái cây đề này hôm qua khi ba người hỏi. Vâng. Giữ cái cây đa này thì cây đề lúc nào phải giữ lại. Còn có tách thì cũng tách rồi, thế nhưng mà nếu tách thì tách cây 5 năm rồi. Rồi. Không muốn tách. Còn cả cây Phúc Am ở nhà đấy, bộ ba cây. Mà tốt nhất là quý vị các bạn mà sưu tầm thì là lên cả đôi, nó giá trị hơn rất nhiều. Và ok, thông tin của chú Lộc thì có trên cái bảng tên nhé. À, quý vị các bạn anh em nào có nhu cầu mà quan tâm thì liên hệ với chú Lộc.
chú Nguyễn Văn Lộc tại Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội. Đấy, cảm ơn chú Lộc vì đã mang hai cái tác phẩm đến triển lãm để cho quý vị anh em được chiêm ngưỡng, được ngắm. Và cảm ơn anh Giai rất nhiều. Rồi, tạm biệt các chú, tạm biệt anh nhé.